Xin chào các bạn, xin mời các bạn đến bài học về tổng quan Excel 2010. Chứ các bạn quan sát trên màn hình là giao diện của Excel. Trong xếp thì các bạn quan sát thì có các tính. Và có tính sắp xếp theo mà hàng. Cột sắp xếp theo ABC và hàng 1, 2, 1. Quan sát các bạn hiện còn có thanh công cụ là file, home, insert, layout, preview và view chức năng các bạn file thì có chức năng như là save, open, new, print. Về cái chức năng giao diện lưu cái mục làm việc đây chúng ta đã đặt thả dữ liệu tốt tốt từ ra đi tốt cái thứ hai là khi bạn đã muốn lưu xong một tập tin khác một tên áp lực tập trọng lưu bản quốc là một cái lúc ta làm được một cái số lại cái bộ xem là cái hiện các file chúng file vừa vừa mới thao tác ta phải vừa thao vừa mới thao tác sẽ hiện còn đặt new tức là ta mở mới cái bộ chúng ta ở đây cầu cái trong cái file 2010 thì có có rất nhiều lắm, anh Google lần một cái đây thì các bạn sẽ sang một cái Google hoàn toàn đổi là hai còn các chức năng vấn là bên này tùy chọn ít thì sau đó của phần này cụ thể hơn còn phần là cái cài đặt cao nó đây thì dữ liệu thuế của general thì có thể là khi chúng ta mở một mục mới thì có thể là đặt cái form mặc định ở đây giờ là body form thật đặt là alien đây alien này đây đây là chỉnh alien không chọn hai bình thường chỉ độ xem bình thường 2, 3 hoặc 4 chip chúng ta hơn bằng có thể là để bớt hơn ta có thể là lưu lại cái nội dung bằng cái hai đây là một số cái năng cái đặt đập ta có thể tìm hiểu sau ở đây là thành X3 giới thiệu lúc bạn đưa quảng trang quyết các bạn muốn cần một chút thao tác nhanh là cái X2 10 có mặc định là 3 cái thanh thao tác làm đu và thanh redo các bạn chọn thêm một chọn một center làm cắt chọn một cái nội dung nữa chọn chẳng hạn là đi chọn new đáp sang đây và ok 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 đây thì gọi là thành asset tool 3 cộng có chức năng đúng không ạ trong này là chức năng vừa áp thêm nhưng là ta có thể chọn vào đây bằng nó rất nhanh hơn là chúng ta được chuẩn đi mở cái bằng là chọn một trang điểm với công insert theo phim lưu tăng và view đây là thanh lọc tin cho hết các thanh thì có chức năng như clip phong ip và chức năng nhận chổi chổi sơn
Ở đây ngoài ra có thanh ta không để mặc. Đây là thì đây là một cái phong Unicode. Ngoài ra rất là nhiều phong muốn ta để sửa phong muốn vào đây sai. Ngoài ra đồ ta có nghiên cứu kỹ phần đây là thì cái phần này thì chính là cái phần mà cũng như là phần chỉnh sửa bản. Đây là cái format number dạng phong sang là cái đặt có thể vào để xem một dạng khác nhau và ta sẽ làm là một một và một thì là đặt format là từ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn để phân tiếp theo và kiếm lọc tìm kiếm và tự động cộng và nó insert thì trong phần insert thì ta có các phần khác nhau là ảnh một số cái tức là cái hình ảnh ở đây ta có thể nhìn lại đây ta điền trong đi số biểu đồ hoặc là được hẹp là hơi nên làm hai cái chúng ta đặt cái ký tự để chọn một cái đường dẫn một cái file lắc bài này và quy đầu chúng ta có thể mở ứng dụng ở chỗ này. Sau đó bạn sẽ login trong trang in vào cũng cái cài đặt về trang in trang tôi sẽ giới thiệu các bạn ở phần sau formula đây là các đây là nội dung chứa các hàm thì với Excel các hàm sẽ chung ở các nội dung trong này trang ta sẽ xử lý dữ liệu lọc tiếp theo trang ta để một hoặc là xem trang cài đặt trở chúng ta trang view là có thể ta xem trang một số cái giao diện cách xem trang khác nhau đây chúng ta xem trên tiếp theo chúng ta xem là tiếp theo chế độ mật này chúng ta có một chữ xem các bạn theo tôi đến đây và bạn tư dẫn các bạn về một cái chức năng của file Excel các bạn có thể chưa hình dung hết nội dung hình dung hết các chức năng ở trong file chúng mình tuy nhiên cụ thể tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hơn về chức năng các bạn sẽ mở giao diện và sẽ nữa để sau khi này sát lại lần nữa để đào tốt